Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư năm 2024, chiều ngày 26 tháng 9, đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh đã tổ chức lễ dân hoa, dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Ca Mắc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban chỉ đạo đại hội, đồng chí Dơ Quang Gia Gương, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng, cùng với 250 đại biểu đại diện cho các tầng lớp dân tộc trong tỉnh. Tại nghĩa trang liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo và đoàn đại biểu các dân tộc đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng ngày, tại hội trường tỉnh ủy Lâm Đồng, phiên trù bị của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Lâm Đồng lần thứ tư cũng đã diễn ra. Tại phiên họp lần này, Đại hội đã thông qua chương trình đại hội, danh sách đại biểu chính thức cũng như các quy chế đại hội, đồng thời tiến hành bầu đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí và bầu đoàn thư ký gồm 2 đồng chí. Đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng đại hội, đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đã có chuyến tham quan bảo tàng Lâm Đồng, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc về những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. Chuyến tham quan không chỉ giúp nâng cao tinh thần yêu quê hương dân tộc mà còn khơi dậy lòng tự hào về bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chào mừng khác cũng đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số như dân hương tưởng nhớ Bác Hồ và tham quan khu triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, góp phần tạo không khí phấn khởi cho đại hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 27 tháng 9 với sự tham dự của hơn 330 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Sáng mai ngày 27 tháng 9, đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.